trên game trên Redmi Note 12 Pro. Chiến, mình đang quay video màn hình độ phân giải Full HD 60 và độ sáng 80, kết nối Wi-Fi, dung lượng pin còn 70%. Để chiến ngon thì mình đã tải hết dữ liệu về rồi. Và đương nhiên Dimensity 1080 thì sẽ không có Max Setting. Chúng ta chỉ có những cái tùy chọn như thế này mà thôi. Chiến luôn. Game Turbo, đồ họa cao nhất. Tốc độ load up rất là nhanh luôn, gần như là người đầu tiên các bạn ạ. Ngay cả khi quay video màn hình thì Dimensity 1080 cũng rất là mượt mà. Cái sự giật lag là không có. Mình thấy nó chỉ tụt thấp nhất là xuống 58 mà thôi. Có vẻ là bây giờ cái lượng down của mình khá là ít nên là vẫn chưa có thể hiểu là quẩy ở trong combat được. Ôi trời ơi, cái nhiệt độ ở đây thì đã báo lên là 42 độ C rồi. Tuy nhiên là mình chơi thì không cảm giác nóng, máy chỉ ấm lên thôi. Và từ nãy giờ mình chơi ấy, thì máy rất là mượt mà luôn, mặc dù có cả cái tác vụ quay video màn hình nữa. Cuối cùng thì cũng đã chiến thắng rồi, thì lúc này dung lượng pin là 61%. Mình cũng vẫn còn quay video màn hình đây. Chúng ta sẽ cùng xem lại cái phần mình đã chơi được 20 phút và lúc này mặt trước sẽ là 38,3 và mặt sau chỉ là 37 độ thôi. Ok, mình đã xem lại cái video rồi thì nó sẽ là chuẩn HD thôi. Nó khi mà quay video nó sẽ không được Full HD. Với chiếc Redmi Note 12 Pro Liên Quân Mobile quay video màn hình, cấu hình gần như là cao nhất thì FPS cũng được 61 luôn. Và các bạn có thể thấy là trung bình bình thường ấy nó toàn 61-62 nhá. Đó, toàn 61-62 và trong cái trận ấy nó chỉ có 2 lần này, tụt nặng này xuống 57 và một lần nữa là xuống 51 mà thôi. Và bây giờ Genshin Impact Game Turbo cao nhất. Chiến, mình cũng sẽ chiến cấu hình là cực thấp 60. Có thể thấy loa ở trên chiếc điện thoại này khá là to. Và với cái cấu hình cực thấp nó cũng sẽ không được duy trì mức 50 đâu. Khi mà cái phần cấu hình mình đã đẩy lên performance rồi, không nên được 5960. Và với chiếc máy này, nó sẽ duy trì được ở cái mức là 30 FPS đổ lên. Trong khi đó dung lượng RAM trống vẫn là hơn 1GB, 1167. Rất là lạ. Sẽ duy trì được ở cái mức là 3-5 FPS.
rất là lag luôn. Ok, thế mình sẽ dừng ở đây nhá, bởi vì cái chiếc điện thoại này nếu mà chơi Galaxy Max thì nó khá là lag. Mặt trước đã lên đến 42,7 rồi, mặt sau là hơn 42 độ. Dung lượng RAM chống của máy vẫn trên 1GB luôn. Mình không hề quay video màn hình. Dung lượng pin còn 54%. Khi mà chiến Galaxy Max cấu hình là cực thấp 60 thì cũng chỉ được 42,3 FPS trung bình. Anh em nhìn cái biểu đồ đi, thật sự rất là lag luôn. Và hầu hết nó sẽ toàn là 3X thôi. Trong phần giới thiệu thiết bị thì sẽ có tên là Redmi Note 12 Pro và MIUI 13.0.6 phiên bản ROM gốc, và con này thì chưa có bán quốc tế. Bộ nhiệt trong 128GB, ở đây thì chúng ta cũng chỉ có là phiên bản RAM 6GB mà thôi. Con chip là Dimensity 1080, khá là mạnh mẽ với cái nhân cao nhất lên đến 2.6GHz. Và cái ứng dụng là Joyce thì cũng đã được mình xóa đi rồi. Pin và hiệu suất thì vẫn còn nguyên. Khi mà chiến game trên Redmi Note 12 Pro với tựa game là Liên Quân Mobile, quay cả video màn hình nữa thì nó thể hiện rất là tốt luôn. Và mình thấy nó còn nhỉnh hơn cả Snapdragon 778G. Tuy nhiên khi mà sang Galaxy Max thì có vẻ là cái tựa game này nó chưa tối ưu tốt cho chiếc máy này, bởi vì nó mới ra mắt hay sao ấy. Nên là khi mà chơi ấy, thì cái hiệu năng nó lại kém so với Snapdragon 778G khá là nhiều luôn. Và chúng ta chắc là sẽ phải cần thêm khá là nhiều thời gian nữa. Ý kiến của anh em như thế nào? Đừng quên bình luận phía dưới video nhé. Và nếu thấy video hay thì mình mong em like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình phát triển. Và nếu anh em thích cái cách mình dẫn dắt câu chuyện như thế này thì hãy bình luận, mình sẽ phát huy trong những lần sau.